Chào mọi người nha. Bữa nay mình qua Long An tiếp tục săn cá rô nha mọi người. Chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe bình an. Mình câu gần đường nha mọi người, đó, bên kênh để sau lưng mình nè. Đó, nên hơi ồn mọi người thông cảm nha. Không có luôn rồi, quá tề, quá phải rồi ơi. Quá đã mọi người, cá rô hết biết cá rô, ôi cá rô mọi người, quá ngon, quá ngon này, để mình gỡ nha, quá đã. Tiếp mọi người ơi, quá tê. Đó vậy quá đã rồi, quá sướng rồi ơi. Quay phim đó. Dạ. Đăng lên hả? Dạ. Đăng kênh cá. Đó, tàu uống cá rô rồi. Quá tê tái luôn. Ôi cá ngon không mọi người, ba ngón hở không, quá đã rồi, để mình gỡ nha. Thế mọi người quá phê rồi, cá rô bành bành không, quá đã, làm chừng 20 con giờ đủ bo à. Luôn cá rô sốt xanh phóng xanh, đồ chiên rồi phóng xanh luôn nha mọi người. Ngon quá đã rồi, để mình gỡ nha, quá tê. Thank you.
Đã tê mọi người ơi. Lâu dây cũng đã câu luôn rồi. Mình gỡ nha. Ôi có luôn. Trời ơi có luôn. Có luôn chiên. Rồi, phóng xanh luôn mọi người ơi. Đây rồi, đúng ổ rồi mọi người ơi. Rồi. Đây. Để mình gỡ nha, xanh đung. Ba ngón hở. Đi phao hả bự đó vậy có được không đó là... trời hả bự quá ngon mọi người ơi. Rồi để mình gỡ nha. Ngon 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 mọi người ơi. À, để mình gỡ nha. Luôn ngon ngon không mọi người ơi. Quá tê tái, quá tê tái. Trời ơi sảy luôn. Trời ơi. Vậy được không? Chui đâu đi mất. Rồi, gỡ nha mọi người. Quá tê tái. Sướng sướng. Lên mọi người. Quá tê hả mọi người. Đây. Ba ngón hở nha. Rồi để mình gỡ.
rô nữa nha mọi người. Rồi, gỡ luôn nha mọi người, rô nha. Đây là trúng ổ rô rồi. Ăn luôn. Mày thả bự, chạy đâu bự. Lên nha. Đó, vậy mới được không? Vậy mới tê chứ. Rồi, ngon không rồi, quá đã. Trời ơi, chảy rồi mọi người ơi. Trời ơi. Gì đây, gì đây, gì đây, rồi gì đây, oh cái rô, oh cái rô mọi người ơi, tê tê tê, rồi đã bự, rồi mình gỡ nha. Gì đây, gì đây, gì đây, gì đây, oh cái rô, quá, quá phê, đã quá mọi người, cái gì mà không tê nữa, đổi gì nữa rồi. Bốn ngón mà. À, để mình gỡ. Rút hả mày, rút hả mày. Rút hả bự, chạy đâu bự. Vậy mà không tê sao được hả mọi người. Ôi cái đâu, tròn ụ, tròn ụ. Trời ơi, nãy giờ toàn là dày không, chỉ sao nổi để trời. Rồi để mình gửi nha, bả đã. Gì, nó bự. Luôn lên luôn. Cái trê vậy chứ có con nào nó chất lượng không? Uống ngu. Cá nhỏ. Nó chủ yếu nó lấy tiền của nhà quảng cáo á. Mấy người mà nó
mình nó 100% là mình nó 70 mình có 30 rồi. Rồi, ngon rồi. Cái cỡ này uống rồi ngon rồi. Nó cũng cần thấy bà gì ở trên Đắk Lắk đó. Ừ. Nói chung thằng gì YouTube nghèo nhất Việt Nam gì đó. Rồi, lên nha mọi người. Rồi, uống nu. Máy quay thì mình quay máy nào cũng được hết nè. Máy nào cũng được. Rồi về cắt ghép rồi là phải có di tính hả? Khỏi máy luôn. Mọi người ơi, lo nói chuyện. Lo nói chuyện mọi người ơi. Cái rô dày mà không mê sao được. Quá đã mọi người ơi. Rồi để mình gỡ nha. Tiếp luôn mọi người ơi. Để tái rồi. Quá tê, quá tê. Quá đã luôn. Rồi. Bình tráng cái rau được rồi. Ba ngón nè. Thì là bốn ngón chứ. Ba ngón hở, rồi mình gỡ nha. Đại con cá rô mọi người ơi, cha mẹ ơi, cá rô hết biết. Rồi mình cũng kết thúc video đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Tê không mọi người, cá cỡ này là phải tê rồi không rồi. Ba con, ba con thở bốn món không, quá đã rồi. À, thành quả nha mọi người, thành quả bữa nay nha. Rô uống ú không, ngon không mọi người. Đây. Rồi kết thúc video luôn nha mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video mình nha. Cái này quá ngon rồi, quá xá đã, cá ngon không. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video mình nha, thấy hay cho mình một like, mình đăng ký nha mọi người.